tinh hoa, đạo đời xin kính chào các anh chị và các bạn. Hôm nay, xin gửi đến cả nhà bài luận bàn về câu nói nghĩa tử là nghĩa tận. Ông bà ta có câu nghĩa tử là nghĩa tận để dạy chúng ta rằng dù có oán thù, hận thù, oán ghét nhau bao nhiêu đi nữa thì khi một người đã chết tử thì hết tận. Cho nên, với đa số trường hợp khi một trong hai người chết thì người còn lại liền buông xuống mọi hận thù để đến thắp nén nhang tiễn đưa lần cuối. Nếu không đến thì cũng xem như xóa bỏ, buông bỏ mọi hiềm hận trong lòng để nhẹ gánh sanh y. Đó là điều rất nên làm, nên tha thứ và bỏ qua cho nhau tất cả mọi oán thù, không nên giữ lại để tự giày vò mình, làm khổ chính mình trên bước đường đời còn lại. Có câu oan oan tương báo, dĩ hận miên miên, tạm dịch, oán thù không dứt, để hận đời đời. Vậy, để sớm chấm dứt hận thù thì ông bà ta có câu, lấy ăn báo oán chứ đừng lấy oán báo ân. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì dạy, hận thù diệt hận thù, trên đời không có được, không hận diệt hận thù, là định luật thiên thu. Vì sao con người ta không tha thứ, bỏ qua cho nhau khi còn sống? Bởi vì họ chấp vào thường kiến, là thường hằng, bất biến, và chấp vào ngã, là ta, của ta, là bản ngã của ta. Vì không hiểu về vô thường, không trường tồn, không vĩnh cửu, không hiểu về vô ngã, không có pháp nào là ta, không có pháp nào là của ta, không có pháp nào là bản ngã của ta cả. Mà cái gì vô thường thì vô ngã, mà vô ngã là khổ. Ba pháp, tam pháp này đi cùng nhau, móc xích không rời nhau. Cho nên, họ không buông xuống, không tha thứ, bỏ qua cho nhau để rồi cùng ôm nỗi khổ trong lòng mà không hóa giải được. Vì cái tôi, họ không dám đối diện với sự thật, không dám đối mặt để mà chân thành, thành tâm đưa ra phương hướng giải quyết. Họ không đủ chánh kiến và nghị lực để mà vượt qua, để mà buông xuống, buông bỏ hận thù. Đức Phật gọi đó là oán tằng hội khổ, không ưa nhau mà gặp gỡ nhau, trộ mặt nhau, sống với nhau nên khổ, tức là oán gặp phải cũng đau. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lên bài kệ, chớ gần gũi người yêu, chọn đời xa kẻ ghét, yêu không gặp là khổ, oán gặp phải cũng đau, do vậy chớ yêu ai. Ái biệt ly là ác, những ai không thương ghét, không thể có buộc ràng. Họ không thực hiện được lời khuyên, nhẫn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nếu một người biết ngày mai mình chết thì có lẽ hôm nay họ không còn thời gian để mà oán ghét, cạch mặt người khác. Vì sao vậy? Vì họ ngấm pháp vô thường, họ nhận ra pháp vô thường. Mọi vật sinh ra rồi sớm hay muộn cũng sẽ hoại diệt, tan biến đi. Và khi cận kề cái chết họ ngộ ra lý vô ngã, biết rằng mọi thứ trên đời này đều không thể mang theo thì tranh giành, hơn giận để làm chi. Có bài pháp rất hay, nếu biết trốn ni là quán trọ, hơn thua thù oán để mà chi. Thử ra ngồi trước bên phần mộ, hỏi họ mang theo được những gì. Vậy con người ta ở đời chờ chết mới tha thứ thì là quá muộn. Tại sao họ không tha thứ ngay và luôn? Tức là tha thứ khi còn đang sống, đang sinh sống. Sinh sống chính là sanh y. Tha thứ trong hiện tại khi đang còn chung đụng, đang còn làm việc, đang còn sống với nhau. Chứ không đợi đến khi chết mới tha thứ. Bỏ qua cho nhau thì là đã muộn màng. Họ đã kéo dài sự khổ đau cuối cùng cũng chẳng được gì. Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy, buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chấp giữ làm chi có ích gì, thở ra, chẳng lại còn chi nữa, vạn sự vô thường buông xuống đi. Và trong một buổi chiều mưa khi nghĩ lại người học trò mà mình yêu thương dạy dỗ bao năm quay lại trách cứ mình, Đức trưởng lão đã đọc lên hai câu kệ, những buổi chiều tà mưa phủ trắng, thầy cười tha thứ kẻ vong ân, cho nên, nếu đổi chữ tử thành chữ sanh thì có phải thế gian này sẽ tốt hơn nhiều không? Lúc đó thế gian sẽ là miền đất hứa, sẽ là thiên đàng nơi hạ giới. Đâu cần phải chờ chết để được về Tây phương miền cực lạc như những người mê tín, chấp vào thường kiến cho rằng sau khi chết sẽ còn linh hồn. Ngày ngày tụng niệm để khi chết sẽ được ông Phật tưởng A-di-đà cho hộ pháp đến rước đi. Vậy nên,
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói con người ta luôn sống trong đảo điên, điên đảo. Thế giới con người đang thấy và biết là thế giới chấp thủ của điên đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo tình và điên đảo kiến phát sanh do vô minh. Vậy, nếu đổi câu, nghĩa tử là nghĩa tận thành câu, nghĩa sanh là nghĩa tận, thì thế gian này tốt biết mấy. Có nên như vậy không cả nhà? Cả nhà cho ý kiến thêm nhé. Vĩnh Quảng, kính ghi và sẻ chia. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe, luôn ủng hộ, sẻ chia, để lại bình luận và đăng ký kênh để luôn nhận được những video mới nhất. Kính chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin hết.